Cách đây tròn 70 năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng. Đây được coi là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, là mốc son bằng vàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến dịch Điện Biên Phủ, đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đánh dấu sự phát triển cao nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Điều đó thể hiện trên cả ba lĩnh vực: chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Những nghệ thuật quân sự này vẫn giữ nguyên giá trị và là những kinh nghiệm quý báu để quân và dân ta vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cách đây 70 năm, với vị trí chiến lược quan trọng, Điện Biên Phủ được quân đội Pháp xây dựng thành một tập đoàn cứ điểm hùng mạnh mà quân Pháp gọi là một pháo đài bất khả xâm phạm. Trên cơ sở phân tích khoa học, chính xác tình hình, tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ thông qua phương án tác chiến và giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm tổng chỉ huy. Ban đầu quân đội ta chủ trương đánh nhanh thắng nhanh nhằm hạn chế những khó khăn về mặt hậu cần. Tuy nhiên, sau khi đánh giá, nghiên cứu kỹ tình hình mọi mặt, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã quyết định chuyển phương châm từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Lịch sử đã chứng minh việc thay đổi phương châm tác chiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch là hoàn toàn sáng suốt. Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng cái tư duy quân sự nhạy cảm và sắc bén thì đã chủ động linh hoạt trao đổi với trưởng đoàn cố vấn và đảng ủy mặt trận đã quyết định là thay đổi phương châm từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Và đây là một cái quyết định vô cùng quan trọng, nó trực tiếp dẫn tới cái thắng lợi. Chính vì cái ý nghĩa đó cho nên là chúng ta đã giảm đi được những cái thương vong, những cái tiêu hao về mặt lực lượng và chúng ta có nhiều thời gian hơn để làm tốt mọi công tác chuẩn bị và đạt được cái phương châm, cái mục đích cao nhất, nguyên tắc cao nhất của mình là đánh chắc thắng. Ấy là 49 cứ điểm với 16.200 tên mà vũ khí hiện đại như thế, nếu ta không thay đổi cách đánh thì chúng ta không bao giờ thắng lợi được. Nhưng khi mà ta thay đổi lại cái chiến thuật đánh chắc một cực kỳ khôn khéo mà sáng suốt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng với việc thay đổi phương châm tác chiến, lối đánh xung phong trực diện được chuyển sang đánh vây lấn, đào chiến hào, áp sát cứ điểm của địch. Tận dụng địa hình thực dân Pháp đã đặt cứ điểm trên đồi cao, mang tính phòng thủ. Do vậy, để tấn công được thì nhiệm vụ đặt ra với bộ đội ta là phải tiêu diệt những điểm cao. Chiến thuật hầm đào đã được quân ta áp dụng, đó cũng là một trong những điều mà người Pháp không ngờ tới. Bất kể ngày đêm, hàng nghìn chiến sĩ của ta vừa cầm súng vừa cầm sẻng, những đường hào chằng chịt như sợi dây thòng lọng, từ từ bóp chặt các quả đồi, chia cắt tập đoàn cứ điểm, khiến cho quân Pháp dần rơi vào tình thế khốn đốn. Đào hào bao vây đánh lấn chiếm vào thì khi tấn công chỉ có là rất kinh đốn địch rồi đấy. Thì cho nên là lúc đó là cái bài học mà xương máu của lần trước thì dạy cho anh em chúng tôi sau này là phải quyết tâm đào cho được cho dòng hào, cắt cho được cái chia cắt cho được cái sự tiếp viện của địch, đồng thời là bao vây chia cắt để mà mình đánh địch thì mới giảm thương vong được. Trong quá trình thực hành tác chiến bao vây bằng hệ thống hầm đào, các đợt tấn công lên các cao điểm của quân ta còn được yểm trợ bởi pháo binh và pháo cao xạ. Mục đích nhiệm vụ của chúng tôi là khống chế, không cho địch thả dù ở nó chính xác, mà nó buộc nó phải thả ở độ cao, mà độ cao thì tản mát lớn. Mà tản mát lớn thì tạo điều kiện đó, là về ta thì ta cố gắng đạt dù. Mà trong lúc chiến đấu của ta thì đạn là rất thiếu, nhất là pháo 100 năm. Cái thứ hai là mình cắt được điểm tiếp tế của nó thì địch sẽ khó khăn về hậu cần. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường và anh dũng, ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học quý bằng nghệ thuật, cách đánh sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đó là thắng lợi của tiến công, lấy nhỏ thắng lớn, lấy thô sơ thắng hiện đại. Từ nghệ thuật tổ chức chỉ huy và phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân đến nghệ thuật tổ chức chuẩn bị và điều hành chiến dịch. Những bài học đó sẽ tiếp tục được nghiên cứu, kế thừa và vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.